Hello, xin chào tất cả các con trong lớp 1 nha. Các con học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9 trong sách giáo khoa toán lớp 1. Chân trời sáng tạo nha các con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy tôi viết số 9, đọc là 9. Nhưng mà các con tập viết số 9. Số 9. 6, 7, 8, 9. 9 là ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ngón tay. Bài số 3. Nói các cách tách gộp 9. Chín gồm 8 và 1. Gộp 8 và 1 thành 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 là 9. 8 với 1 gộp 1 thành 9. 9 gồm 7 và 2. Gộp 7 và 2 được 9. 9 gồm 6 và 3. Gộp 6 và 3 được 9. 9 gồm 5 và 4. Gộp 5 và 4 được 9. 9. Đây là đất nước của em. Cửu đỉnh, chín cái đỉnh thành phố ấy. Ta qua bài tập 1. Như vậy đây là 1, mình viết số 1. Đây là 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Như vậy đây là 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Đây là 8 tới 6, tức là 9, 8, 7. 9, 8, 7, 6, 5. Bài số 2. Tìm số và giải thích cách làm. Như vậy mình thấy có 6 con ếch bên trái, có 3 con ếch bên trái và 3 con ếch bên phải. Cho nên có tất cả là 6 con ếch. 6 gồm 3 và 3. Có tất cả 5 chú vịt. Và có 2 con vịt bên trái và 3 con vịt bên phải. Như vậy 5 bằng gồm 2 và 3. Có 9 con gà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 9 con gà. Có 4 con bên trái và 5 con bên phải. Bài số 3. 8 thì bé hơn. Bé hơn 9. 9 thì lớn hơn 5. 7 thì lớn hơn 4. 9 thì bằng 9. Và các con học sinh lớp 1 thân mến, bài học số 9 trong sách giáo khoa toán lớp 1 Chân trời sáng tạo đến đây là hết rồi nghe các con. Và xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn clip sau nha.